Chào mừng các bạn đã quay trở lại với Tết Trần Show. Lẽ là rất lâu rồi chúng ta mới có thể quay lại cùng với nhau và chia sẻ với nhau những câu chuyện về bóng đá Việt Nam. Rõ ràng là một thời gian vừa qua thì cả Euro lẫn cả những sự kiện trong nước, rất là nhiều những cái sự quan tâm của người hâm mộ bóng đá Việt Nam đã bị gọi là giảm đi phần nào. Nhưng mà bây giờ chúng ta sẽ trở lại thôi, bởi vì thưa anh Long, là có quá nhiều những thông tin đặc biệt. Bên cạnh đấy thì đội tuyển Việt Nam của chúng ta cuối tháng này, cuối tháng 8 này cũng sẽ quay trở lại với đội hội quân để chuẩn bị cho các trận đấu rất là quan trọng vào tháng 9. Thế thì ngày hôm nay thì chỉ em muốn anh em mình nói bản sâu đến về cái vấn đề liên quan đến cầu thủ Việt Kiều trở về Việt Nam nhân cái sự kiện có chương trình Pedan Quang Vinh. Em nghĩ rằng 1-2 tuần vừa rồi thì cầu thủ này là một cái điểm sáng ở trên mạng xã hội của những page nào mà gọi là quan tâm đến bóng đá Việt Nam. Bởi vì bạn ấy về và thực sự là nó rất là bất ngờ và rất là nhanh. Trước đấy thì rất là nhiều người mong muốn bạn này về rồi, nhưng mà có lẽ là phải đến khi công an Hà Nội ra tay thì bạn này mới về được nhanh như thế. Đầu tiên là khi được anh nghe được cái thông tin là một cầu thủ leader về Việt Nam thi đấu và đây là một cầu thủ Việt Kiều nữa, anh cảm thấy thế nào? Trước tiên là chào Nghĩa và chào các khán giả của Tết Trần TV. Đúng là rất lâu rồi nhỉ, rất lâu rồi anh em mình mới lại ngồi. Thì thực sự là trong cái quãng thời gian mà V-League nghỉ rồi lại có rất là nhiều các cái sự kiện khác thì đúng là cái đời sống bóng đá trong nước phần nào nó cũng lắng dịu đi. Thế nhưng mà có lẽ bây giờ cũng là thời điểm mà chúng ta phải khởi động lại thôi. Cũng giống như các đội đang rất là tích cực chuẩn bị cho mùa giải mới. Cơ quan tổ chức VPF, VFF cũng đang rất là tích cực cho mùa giải mới. Và tất nhiên là chúng ta cũng vậy. Cũng chuẩn bị. Cũng phải chuẩn bị cho mùa giải mới. Và hôm nay thì chúng ta sẽ khởi động trước tiên bằng một câu chuyện rất là đáng chú ý về bạn Jason Quang Vinh. Jason Quang Vinh. Thì đúng là bạn này thì lần đầu tiên chúng ta nghe tới tên bạn ý là quãng thời gian mà Quang Hải thi đấu ở Leader, ở Po FC. Và chúng ta đã bắt đầu nghe thấy tên của bạn này rồi. Và bây giờ thì bạn ý về nước. Bản thân tớ thì tớ nghĩ là hết sức chờ đợi sự góp mặt trên sân cỏ Việt Nam của Jason Quang Vinh. Bởi vì đây là một cầu thủ đã có thực chứng bằng quãng thời gian anh ấy thi đấu cho các đội bóng chuyên nghiệp của Pháp, dù chỉ là hạng 2 của Pháp, nhưng rõ ràng trình độ của bạn ý đủ tốt, mà chúng ta đều hiểu là chất lượng của các đội bóng hạng 2 của Pháp đủ tốt để mang tới cái để đảm bảo cái chất lượng cá nhân của các cầu thủ. Cái thời gian bạn ý thi đấu, thời lượng bạn ý thi đấu, số phút thi đấu trung bình, rồi tất cả những con số thống kê cho thấy bạn ý thực sự là một cầu thủ có khả năng, chứ không phải chỉ là một người khoác lên mình cái áo hay là cái vỏ bọc là đã từng thi đấu, đã từng khoác áo mà không được ra sân. Đây là một cầu thủ có số phút thi đấu rất là nhiều ở Leader, nên chắc chắn anh ý là một cầu thủ có chuyên môn tốt. Và thật sự là chúng ta đang chờ đợi cái màn thể hiện của anh ý trên sân cỏ Việt Nam thực tế như thế nào. Thì đấy, nếu mà Nghĩa hỏi là cái ấn tượng ban đầu tiên là gì thì là như thế. Sự chờ đợi đúng rất không? Là chờ đợi cái việc bạn ý bước ra sân ở Việt Nam. Tức là em cũng muốn nói chia sẻ với khán giả rất là nhiều, bởi vì thực ra là nhiều người ấy, người ta cho rằng là gọi là đá kém, đá leader mà phải đá kém thì mới quay về Việt Nam. Thì ở đây nó chia làm hai cái luồng quan điểm. Một luồng quan điểm là cái việc bạn ấy mà mong muốn trở về Việt Nam là một cái việc mà bạn ấy muốn được khoác áo đội tuyển quốc gia Việt Nam. Đấy là một cái điều mà đầu tiên, để cái cơ sở để bạn ấy làm được điều đấy thì đương nhiên bạn ấy phải khoác áo một đội bóng tại V-League để mà hiểu hơn về gọi là bóng đá quốc nội đã, thì bạn ấy mới có cơ hội, cơ sở để bạn khoác áo đội tuyển Việt Nam. Thì đấy là một trong những cái mà gọi là một luồng ý kiến bảo vệ cho cái quan điểm mà lý do bạn ấy về. Còn một luồng thì nói rằng là thời điểm này là thời điểm mà không còn ai, không còn đội bóng nào ký hợp đồng với cả Jason Pedan Quang Vinh nữa, không được gia hạn hợp đồng nữa, và bản thân đây là cầu thủ khoảng 29-30 tuổi thì cũng có dấu hiệu đi xuống, thì do bạn ấy không còn được trọng dụng tại gọi là châu Âu nữa nên bạn ấy mới quay trở về. Đây là chia làm hai cái luồng ý kiến rất là rõ rệt. Thì với cá nhân em trước, em thì em thực sự nghĩ rằng như này này, cái mong muốn và khát khao của Jason Pedan Quang Vinh ấy, nó được thể hiện, ý là khát khao để trở về V-League và để cơ hội khoác đội tuyển Việt Nam, nó được thể hiện rất rõ từ cái thời điểm mà Quang Hải đá ở bên Po ấy.
Tức là Jason Bernard Quang Vinh đã đánh tiếng nhờ rất là nhiều mối quan hệ để có thể được gặp Quang Hải trong một trận đấu của hai đội bóng. Để bạn ấy có nói và trao đổi về cái việc là hỏi thăm Quang Hải là có cần hỗ trợ gì không, có cần giúp đỡ gì không. Thực sự để mà nói, nếu như mà gọi là một cầu thủ mà bình thường, ví dụ như là một cầu thủ tức mà là đã nếu không quan tâm đến quê Tổ hương quốc, Việt Nam đúng ạ, đúng không? thì tại sao thì cần phải làm điều đấy để làm gì? Nhưng mà rõ ràng bạn ấy đã rất cố gắng để làm việc đấy. Thì em nghĩ rằng cái động lực nó là cái yếu tố lớn nhất để giúp bạn ấy, khiến bạn ấy quay trở về Việt Nam, chứ không phải là cái việc mà bạn ấy không còn phong độ đỉnh cao, không còn. Bởi vì thực ra em thì em nghĩ như này, là cái việc yếu tố mẹ đẻ của bạn Jason Padang Quang Vinh là người Việt Nam, quốc tịch Việt Nam vẫn còn. Tức là có nhiều người khi người ta rời quê hương, người ta gần như là có một số quốc gia người ta bắt là phải bỏ quốc tịch thì người ta mới cho nhập tịch mới. Nhưng mà riêng mẹ của Jason Padang Quang Vinh là giữ quốc tịch Việt Nam. Đấy là một cái yếu tố rất là cốt lõi. Bên cạnh đấy là bà cũng là người mẹ đẻ, thì bà rất mong muốn là quay trở về để cống hiến và giúp đỡ cho quê hương một cái điều gì đấy. Tất cả những cái chi tiết đấy đã được báo chí Pháp nói rất nhiều rồi. Thế thì em nghĩ rằng là em rất là hiểu một điều là đây là cái khát khao của gia đình của bạn Jason Padang Quang Vinh. Dù cho gọi là cộng đồng có nói gì chăng nữa, nhưng mà em tin rằng là cái ý nghĩ này của bạn Jason Padang Quang Vinh nó bị ảnh hưởng rất nhiều bởi mẹ đẻ của bạn ấy. Và em cũng rất là đồng cảm với cái góc của bạn ấy như thế. Trong câu chuyện này ấy, thì tớ có mấy ý muốn nói, nhưng mà ý đầu tiên ấy là khi chúng ta nói là anh này hết thời hay anh này già rồi thì mới về Việt Nam ấy, thì đó rõ ràng là một cái suy nghĩ nó mang nhiều cái màu sắc thiếu tích cực. Và tại sao chúng ta lại phải thiếu tích cực như Là thế? cứ nhìn vào thứ tiêu cực thôi. Cứ cho là anh ấy hết thời thì anh ấy mới về Việt Nam đi, nhưng mà anh ấy đủ giỏi để người ta đưa anh ấy về Việt Nam. Nếu anh ấy hết thời thật mà anh ấy không còn khả năng để sử dụng về mặt chuyên môn nữa thì chắc chắn là người ta cũng không đưa về Việt Nam đâu. Đúng. Bởi vì có một điều rất cơ bản chúng ta có thể thấy, kể cả cầu thủ nước ngoài hay cầu thủ Việt kiều không dễ để tìm chỗ đứng ở V-League. Đúng. Bởi vì V-League là nơi mà chúng ta thấy có cái quy định rất ngặt nghèo về số lượng cầu thủ nước ngoài, số lượng cầu thủ Việt kiều được ra sân. Nếu như họ không phải là cầu thủ chất lượng thì chẳng đội bóng nào muốn mất tiền lương mà lại không sử dụng được họ phục vụ cho vấn đề chuyên môn. Thế nên là chắc chắn họ phải có giá trị về mặt chuyên môn thì các đội bóng mới muốn trả tiền, thậm chí trả rất nhiều tiền để đưa họ về đây. Ở chiều ngược lại, chúng ta cũng phải mở lòng, thực sự chúng ta phải mở lòng để nghĩ thế này này. V-League muốn phát triển thì chắc chắn là phải có nhiều cầu thủ giỏi. Cầu thủ giỏi để làm gì? Cầu thủ giỏi để những trận đấu mong rằng có thể trở nên hấp dẫn hơn. Tức là cái sản phẩm bóng đá của chúng ta hấp dẫn hơn thì cái chuyện mà chúng ta hy vọng về thứ mà chúng ta gọi là bóng đá chuyên nghiệp, tức là có thể sản sinh tự bóng đá, nuôi được bóng đá may ra từng bước, nó mới có thể trở thành sự thật. Chúng ta nhớ là trong quá khứ chúng ta từng có những ngoại binh rất tốt, ví dụ Bom Tấn Ellingson của Hải Phòng, đúng không ạ? Ví dụ như là Leandro ở Hải Phòng, ví dụ như là Filani ở Bình Dương. Tất nhiên ở đây chúng ta không so sánh Jason Quang Vinh với những cái tên đó, nhưng ý nói rằng những cầu thủ tốt, những cầu thủ chất lượng chắc chắn sẽ khiến cho khán giả muốn đến sân hơn. Và có nghĩa là nó làm cho cái sản phẩm bóng đá của V-League chúng ta trở nên hấp dẫn hơn. Thật sự đấy chẳng phải điều mà tất cả mọi người đều mong muốn hay sao? Từ người tổ chức đến người tham gia, tức là người lao động ở trong cái lĩnh vực đấy, đến người xem, tất cả đều muốn chất lượng được nâng lên mà, đúng không? Thì trong bối cảnh chúng ta đang thiếu trước hụt sau, đúng không? Từ công tác đào tạo trẻ khó khăn, sân bãi khó khăn, cơ sở vật chất khó khăn, cái gì cũng khó khăn, thì cái gì làm được trước thì nên làm, tại sao lại không, đúng không? Để nâng chất lượng chung. Đấy, thì ý đầu tiên tôi muốn nói là thôi thì biết là nếu mà người ta về trong lúc mà người ta còn đang sung sức ấy thì tất nhiên là người ta sẽ cống hiến được nhiều hơn. Nhưng ở giai đoạn này nếu như người ta không còn giá trị về mặt chuyên môn thì chắc chắn là người ta cũng không có mặt ở đây đâu. Đúng không? Đấy. Thế thì đấy là điều đầu tiên tôi muốn nói, tức là về cách mình đón nhận. Có lẽ thực ra chuyện đấy nó cũng đâu có ảnh hưởng gì đến mình, đúng không? Tại sao mình lại cứ phải xét nét và khó khăn với tất cả mọi thứ quá như vậy? Thế còn theo quan điểm cá nhân của tớ, từ góc độ của bạn Jason Quang Vinh ấy, thì có thể có 3 cái yếu tố khiến cho bạn ý quyết định về đầu quân cho Hà Nội. Thứ nhất, có thể là bạn ý không tìm được đội bóng phù hợp ở nước Pháp. Phù hợp ở đây là phù hợp cả về yêu cầu chuyên môn lẫn yêu cầu tài chính, đúng không ạ? Thứ hai, có thể là bởi vì những đề nghị của Công an Hà Nội
nó phù hợp với cả những cái mong muốn của bạn ý, đúng không? Đặc biệt là về cái chế độ tiền lương, về cái cơ chế thưởng và tất cả mọi thứ về thu nhập, đúng không ạ? Cuối cùng thì bạn ấy vẫn là một người đi làm nghề và bạn ấy cũng cần chỗ nào trả cao thì bạn ấy sẽ làm thôi, tại Đúng. sao lại không? Và chúng ta đều biết là cái mức phí mà Jason Quang Vinh được nhận trong cái thời gian thi đấu qua Hà Nội là không thấp một chút nào Đúng. đấy. Và yếu tố thứ ba như Nghĩa nói, và đấy là yếu tố mà chúng ta luôn luôn nên nghĩ tới, đấy là yếu tố gia đình, yếu tố quê hương đất nước. Chúng ta nên nhớ là ở thì hiện tại ấy, thì theo thống kê là có khoảng 5 triệu người Việt Nam ở nước ngoài, Gọi là Việt Kiều đấy. gọi là Việt kiều đó. Thì trong đấy có những người là không có quốc tịch Việt Nam, có những người là không còn quốc tịch Việt Nam, Đúng không? và cũng có rất nhiều người là muốn nhập quốc tịch Việt Nam. Thì chúng ta phải nhớ là trong cái bối cảnh đất nước của chúng ta đang hội nhập sâu rộng và mạnh mẽ về mọi mặt như thế này ấy, thì cái nguồn lực từ công dân Việt kiều ấy, bây giờ được đưa vào đường lối chính sách của Đảng và nhà nước, chứ không phải chỉ riêng cái câu chuyện bóng đá này. Chúng ta muốn huy động nguồn lực từ Việt kiều, và thực tế đấy là một nguồn lực khổng lồ cả về tài chính lẫn trí lực, về tất cả mọi mặt, đấy là một nguồn đóng góp khổng lồ cho sự phát triển của đất nước. Thế thì người Việt Nam ở nước ngoài có rất nhiều loại, đúng không ạ? Có người là sinh ra và lớn lên ở Việt Nam rồi sang nước ngoài định cư và lấy quốc tịch nước ngoài. Có những người thì sinh ra và lớn lên ở nước ngoài trong một gia đình rất thuần Việt Nam, đúng Bố không ạ? mẹ người Việt chẳng hạn. Bố mẹ người Việt. Còn có những người sinh ra ở nước ngoài với chỉ bố hoặc mẹ là người Việt, thậm chí là ông bà là người Việt, Đúng. đúng không ạ? Thế nhưng có một điều chắc chắn là như thế này, bởi vì hôm qua ấy, tôi cũng mới được xem mấy cuộc đoàn tụ của một gia đình ở miền Nam. Thì gia đình bạn ấy, bạn này cũng là bạn rất là trẻ thôi, so với bọn mình sinh năm 1993, nhưng mà bởi vì thời kỳ đấy thì gia đình quá đông con nên là người mẹ phải cho con đi và gửi con vào 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 nhà thờ rồi trại trẻ mồ côi, rồi con được cho sang nước ngoài và bật vô âm tín. Sau 30 năm thì họ đoàn tụ. Và cái khi mà bạn này bạn ý rời gia đình là lúc mà bạn chưa có bất cứ một cái trí nhớ nào về về quê hương, về gia đình cả. Nhưng đấy là một cái rất là bản năng của con người là gì? Đến khi mà người ta bắt đầu đến giai đoạn trung niên, như bạn này là năm nay là 31 tuổi thôi, Tức là bạn bắt đầu hiểu bạn ấy có nhu cầu tìm về nguồn cội của mình. nguồn cội Bạn ấy không khó để nhận ra bạn ấy không phải là người gốc Pháp, đúng không ạ? Và tất nhiên là cha mẹ nuôi của bạn ấy cũng sẽ nói cho bạn ấy rằng là bạn ấy là người gốc Việt Nam. Thì đến một thời điểm nào đó, nhu cầu tự nhiên của người ta là tìm về với nguồn cội. Và rất may mắn cho bạn ấy cũng như là gia đình ở Việt Nam, qua các kênh kết nối thì họ đã tìm về được với nhau. Sau 30 năm, rất nhiều xúc động, rất nhiều giọt nước mắt. Nhưng ở đấy người ta thấy là gì? Như ngày xưa các cụ nói là hổ rồi cũng quay đầu về núi. Đó, đấy là một cái rất là tự thân. Thì tôi tin rằng là trong Jason Quang Vinh cũng có điều đấy, nhất là khi cái một nửa dòng máu của bạn ý là người Việt Nam. Và nên nhớ trong một gia đình ý thì vai trò của người mẹ là rất là lớn, đúng không? Người ta nói là đàn ông xây nhà, đàn bà xây tổ ấm. Tổ ấm là gì? Là văn hóa, là hơi ấm, là tình cảm, là tất cả những gì muốn trao truyền về mặt tinh thần nằm rất nhiều ở người mẹ. Thế thì đương nhiên là chúng ta hiểu Jason Quang Vinh trong cái tâm trí của anh ý thì Việt Nam là một phần rất lớn, chắc chắn là như vậy. Và thông qua tất cả những chi tiết như Nghĩa vừa 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 chia sẻ thì chúng ta hiểu rằng thật sự ở trong Jason Quang Vinh có cái mong muốn rất là lớn được về Việt Nam, được tìm về Việt Nam, được hiểu Việt Nam, và sau đấy rất logic thôi là được cống hiến cho Việt Nam nếu có thể, Đúng. đúng không? Đấy, thế thì tôi nghĩ là tựu chung của tất cả mọi cái yếu tố đấy, của cả ba yếu tố đấy thì là gì? Chúng ta cần bạn ý và bạn ý cũng cần chúng ta. Đây là một 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 câu chuyện tốt cho cả hai phía mà. Đây là một câu chuyện tốt cho cả hai Tức là phía. mong Tôi muốn của cả hai đều như thế. không nhìn thấy có một điểm trừ gì ở đây cả. Thật sự tôi không nhìn thấy có một điểm trừ gì ở đây để chúng ta phải phải bi quan hết. Đấy, nếu như chưa muốn nói là thật sự vào thời điểm này, khi mà cái công tác tìm kiếm vận động viên Việt kiều, những vận động viên người Việt hoặc gốc Việt đang ở nước ngoài trong số 5 triệu kiều bào đấy càng ngày càng được đẩy mạnh, thì những cái tên Việt kiều càng ngày càng xuất hiện nhiều. Nhưng chúng ta nên nhớ, không phải cầu thủ Việt kiều nào cũng đủ chất lượng
để có thể thi đấu. để có thể thi đấu ở V-League cũng như là để giúp cho V-League trở nên hấp dẫn hơn. Thế nên là nếu chúng ta có một cầu thủ thực sự chất lượng đến mức mà một đội bóng đang rất có tiềm lực và rất có nhiều tham vọng như Công an Hà Nội đưa bạn ấy về thì chắc chắn bạn ấy là một người có đủ năng lực và có thể tạo nên sự khác biệt. Thì đấy tôi nghĩ là một cái lý do càng khiến chúng ta nên cởi mở để chờ đợi và đón nhận bạn ấy trước khi đưa ra bất cứ một phán xét nào. Thực ra trước khi mà chúng ta phán xét thì cơ bản nhất thôi, chúng ta tìm hiểu về Jason Quang Vinh. Thì thực sự là không chỉ về mặt số liệu, không chỉ về mặt các con số, mà xem những cái trận đấu mà bạn ấy từng đối Phong cách đầu, hay đúng mà, không đúng ạ? không? Tức là đấy là cái màn trình diễn nó là rõ ràng nhất rồi, đều đủ để hiểu là cái kiểu chơi của Quang Vinh nó là kiểu như nào. Mà để đá được ở leader thì các bạn thấy để cả Kính Quang Hải còn bật bãi. Thì thực sự là để một cầu thủ mà đá leader mà đá vị trí hậu vệ cánh không phải là một cái vị trí mà gọi là thể yếu được, mà phải rất khỏe, Ngốn thể lực, đấy ngốn là thể vị lực trí rất ngốn thể nhiều. lực. Và tóm lại là bạn ấy đã khẳng định được cái năng lực của bạn ấy tại leader, thì rõ ràng là đây là một gọi là một cái cầu thủ nếu như so với cả mặt bằng chung ở leader thì có thể là thời điểm này bạn ấy chưa được bằng nhiều cầu thủ. Nhưng mà khi mà về đến V-League, một cái đẳng cấp như ở giải đấu hàng đầu Pháp như thế mà về đến Việt Nam thì ít nhất cũng là một trong những cầu thủ sao số đã, đúng không ạ? Thì mang về đến Việt Nam thì mà về đến Việt Nam thì em nghĩ rằng là câu lạc bộ Công an Hà Nội cũng đã từng mang về đây Nguyễn Philip rồi. Cũng là một đội bóng mà rất là hiểu là cần phải mang về ai, cần phải nghiên cứu kỹ nha, họ cũng không phải vung tiền bừa để mang một cầu thủ gọi là ất ơ ở đâu mang về cả. Thực ra ở Việt Nam mình cũng rất đang nhiều cầu thủ đi thử việc, đặc biệt là cầu thủ Việt kiều, nhưng không phải cầu thủ nào mà được ký hợp đồng. Rất nhiều cầu thủ Ryan Hà, Đúng Victor rồi. Lê, tất cả những cầu thủ đang có những cái sự cố gắng nhưng mà không phải ai cũng có một cái bản hợp đồng chất lượng được như Jason và Quang Vinh. Và chính vì thế tất cả từ quá khứ, những màn trình diễn cho đến cái việc bạn được ký bản hợp đồng rất chất lượng như thế thì chúng ta phải có một niềm tin. Bên cạnh đấy, trong cái buổi trả lời phỏng vấn đầu tiên của Quang Vinh, bạn ấy cũng đã nói về cái việc là khát khao lớn nhất là được đá cho đội tuyển Việt Nam. Đấy là một cái điều mà em nghĩ rằng là kể cả những ai không yêu bóng đá, không yêu bóng đá V-League mà gọi là yêu yêu đội tuyển thôi thì nghe thế thì mình cũng phải cảm nhận được là mình phải ủng hộ một cái người như thế đã, đúng không ạ? Chứ bây giờ chúng ta cứ đi soi xét vào những cái gọi là tiêu cực, đúng không ạ? Những cái điều không tích cực để làm cái gì? À, tức là nhiều người không hiểu sao, đúng không? Tức là nhiều người sẽ phản ứng khi mà nghe cái thông tin hay ít nhất là ý tưởng rằng là Jason Quang Vinh nhập tịch và thi đấu cho đội tuyển, đúng không Đúng. nhỉ? Tức là như này, ý là ở trên đấy là phần thứ hai em muốn nói đến phần nhập tịch, tức là phần ở đây là phần đầu tiên mình muốn chia sẻ về việc là có nhiều quan điểm trái chiều về việc là bạn này Về Việt Nam. không còn gọi là chỗ đứng ở leader nữa nên mới về. Thì anh em mình đã bàn rồi. Vấn đề thứ hai là vấn đề nhập tịch thì cũng rất là nhiều bình luận toxic, thậm chí là rất là phần lớn luôn ấy, nói về việc là nhập tịch một cầu thủ như này thì không nên. Tại sao? Rất nhiều những comment theo kiểu nhìn không giống người Việt. Đấy là cái mà gọi là về mặt thị giác. Đương nhiên có rất nhiều những người phản bác lại việc đấy. Điều quan trọng nhất là gì? Mẹ bạn ấy là người Việt Nam, mẹ bạn ấy có quốc tịch Việt Nam, bạn ấy khát khao thi đấu cho đội tuyển Việt Nam. Và vấn đề quan trọng nhất là chuyên môn của bạn ấy, như chúng ta đã phân tích, là đang là một trong những cái điểm sáng. Thế Đấy. thì hai cái luồng dư luận là đang đang xung đột va chạm nhau rất nhiều. Thì không biết là vô tình hay cố ý, mà đáng lẽ ra cái lộ trình nhập tịch bạn ấy là bạn ấy có thể kịp để thi đấu cái đợt FIFA đây tháng 9 này này. Nhưng mà Nhanh thế cơ à? hiện tại nhá thì lại bị trôi rồi. Là không biết giấy tờ như nào đấy không kịp. Mà bây giờ là cái thời gian để bạn ấy Hy vọng kịp kịp cho AFF. thì không kịp tháng 9 tháng 10. Nhưng mà có thể là sẽ kịp cho AFF. Nhưng mà cũng hơi tiếc vì giá như bạn ấy lên được đoạn tháng 9 tháng 10 này ấy, thì ông Kim Jong-sik ông ấy sẽ có thể là thử nghiệm bạn ấy, đúng không ạ? Và bạn ấy cũng bắt đầu bắt nhịp được hơn. Chứ bây giờ bùng phát tháng 11 mà tiên Biết gọi. đâu, là ông Kim hoàn toàn vẫn có thể triệu tập Jason để tập Ừ, luyện, để tập luyện chưa được thi đấu luôn. chưa cần phải đăng ký thi Đấy, đấu. nếu như thực sự mà mong muốn. Nhưng nếu định hướng là như vậy thì tôi nghĩ là hoàn toàn có thể triệu tập Jason để tập luyện. Không, nhưng mà cái chuyện đấy mình sẽ nói sau. Thì bây giờ cái chuyện trước là anh nghĩ sao về hai cái quan điểm dư luận về cái việc nhập tịch cho một cầu thủ đấy? Có nhiều người mà cái bề ngoài nó không Việt Nam lắm. Đấy, nhưng mà trước trước tiên là để mình chốt lại cái phần lúc nãy ấy, là cái phần sự góp mặt của Jaden ở câu lạc bộ Công an Hà Nội và V-League ấy, thì tôi nghĩ là mình cũng nên chốt lại là thế này. Đã có thông tin là Bình Dương muốn lấy Luka Modric. Đấy.
đúng không? Luka Modric thì đương nhiên là kinh khủng rồi, nhiều tuổi nhưng anh biết là vẫn kinh khủng rồi. Trong quá khứ Johan Cabay là cầu thủ có bà là người Việt Nam, Đúng. đúng không? Nhưng mà anh ấy cũng chưa bao giờ có ý định là trở về Việt Nam. Thế thì ở đây tôi muốn nói là thế này này, những cầu thủ chất lượng ấy đương nhiên là người ta sẽ mang tới chất lượng, mang tới sự sôi động, mang tới không khí, mang tới cho cái sản phẩm bóng đá ở Việt Nam chúng ta cái chất lượng cao hơn, Đẳng đúng cấp không? cao hơn. Nhưng vấn đề là chúng ta cũng phải hiểu là hoàn cảnh của chúng ta như thế nào. Chúng ta có với được tới Luka Modric hay Đúng không? rồi. Chúng ta có với được tới Johan Cabay hay không? Đúng không? Hay là họ có muốn về đây đá hay Đúng không? rồi. Đấy, nó không đơn giản. Nên là phải từng bước, chúng ta phải phải từng bước, đúng không? Thì những cầu thủ như Jason Quang Vinh với một cái chất lượng phù hợp, với tất cả mọi thứ phù hợp thì rõ ràng sẽ là một cái mảnh ghép tốt cho V-League. Trước tiên là mình chốt lại cái vấn đề về V-League như thế. Đấy, còn thứ hai là câu chuyện nhập tịch thì thật sự là câu chuyện này nói cũng rất là dài nhiều kỳ rồi, đúng không? Thế thì bây giờ trước tiên mà nói như thế này, tôi nghĩ là mọi người chủ yếu phản đối là vì lý do gì nhỉ? Đấy, trước tiên là mình phải 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 đặt ra câu hỏi thế đã, mình đang cố gắng suy nghĩ. Thưa mình thì cũng đúng là mình thiên về cái trường hợp là ủng hộ nhiều hơn, nhưng mà ủng hộ trong cái điều kiện nào, trong hoàn cảnh nào, chứ không phải là cứ nhập tịch bừa bãi và đưa lên tuyển bừa bãi thì mình không ủng hộ việc đấy. Nhưng với những trường cụ thể như của Jason Quang Vinh thì mình thiên về hướng ủng hộ, nên mình mới đặt câu hỏi là không hiểu người ta Bị làm sao? không thoải mái hay là bị không thích ở điểm nào Tức nào, là mình có thể đây, phân tích xem tức là bây giờ nhá, theo cái góc nhìn cảm nhận của em ấy, nào. tức là mình làm ở cái mảng, tức là từ khi mà mạng xã hội ra đời nhá. Tóm lại với tất cả những gì ông biết đi, ông thấy là người ta Thì không thích vì lý do gì? em thì cảm thấy là, tức là từ cái lúc mà bóng đá Việt Nam đi xuống ấy, là cái lực lượng suy nghĩ tiêu cực, không có tin tưởng vào bóng đá Việt Nam lớn quá. Tức là từ khi mà chúng ta thất bại từ huấn luyện viên Philippe Thuzier cho đến huấn luyện viên Kim Sích ấy, tức là mọi cái thông tin về đội tuyển đáng lẽ ra là rất nhiều người, thường thường là rất nhiều người gọi là quan tâm, ủng hộ và đưa ra những cái bình luận tích cực. Thì bây giờ mọi thông tin luôn đều có rất nhiều lực lượng gọi là tiêu cực vào đấy để đưa ra những cái bình luận mà em thực sự không có giải thích được. Tức là nó chỉ là do thời thế thôi à? Không hiểu, đấy là em đang tự giải thích với em là có lẽ là đợt này là bóng đá Việt Nam đang đi xuống và nhiều người không còn niềm tin vào bóng đá Việt Nam, và mọi thông tin kể cả đến cái việc ông Jason Quang Vinh về đến Việt Nam, tất cả mọi thứ đều đang quay lưng, kể cả cái việc nhập tịch người đã không muốn. Thật ra thì trước đấy, kể cả trước thời của thầy Park ấy, thì những câu chuyện liên quan đến cầu thủ nhập tịch thi đấu cho đội tuyển Việt Nam thì cũng lác đác xuất hiện và thường là cũng không nhận được nhiều thiện cảm. Ủng hộ. Không nhận được nhiều thiện cảm. Tớ nghĩ thì có lẽ có một cái lý do rất là lớn là nhiều người vẫn có cái tâm lý là phải chơi bằng sức mình. Chơi được đến đâu thì chơi. Thuần Đấy, thuần Việt, thuần chơi được đến đâu thì chơi. Hiểu không? Chứ còn ai lại đi vay mượn hay là các thứ này nọ, nó không organic, không? Nó không đúng với sức mình. Tớ thì tớ hay gặp cái kiểu quan điểm, quan niệm là như thế. Thế thì tức là đấy nó như là một cái đấy nó như là một cái sự đóng kín, một cái tình yêu đóng kín, hiểu không? Chứ nó không không mở ra. Thua cũng được nhưng mà phải vẫn phải thuần là Việt, thuần nhưng thực tế ấy, thua không được đâu, đúng không? Nói thế thôi chứ thua không được đâu. Thì chuyện này nó có nhiều góc độ để nói lắm, nhưng mà tôi nghĩ rằng chung quy lại ấy thì đấy nó là một mong muốn cá nhân, nó là những cái suy nghĩ mang tính cá nhân và mang tính gọi là hoàn hảo hóa vấn đề. Tất nhiên là nếu chúng ta có những cầu thủ nội thuần Việt, chúng ta gọi là thuần Việt đi, thuần Việt ở đây có nghĩa là gì, là kể cả cầu thủ sinh ra ở nước ngoài nhưng mà là bố mẹ người Việt thì trông vẫn là Việt, đúng không? Như kiểu anh Mạc Hồng Quân hồi anh mới về ấy, thì trông vẫn còn Việt Nam chán, nước da có thể sáng. Như đại loại là nếu mà chúng ta có đủ những cầu thủ thuần Việt và có một đội hình chất lượng thì như thế thì ai chẳng muốn. Thật đấy là cái gọi là viễn cảnh gọi là trong mơ rồi, nhưng vấn đề là chúng ta hãy nhìn tất cả các cái điều kiện chủ quan và khách quan của chúng ta, nhất là trong giai đoạn này, đúng không? Khi mà khách quan tức là các nền bóng đá xung quanh chúng ta, người ta đang chuyển động ra sao, người ta đang đạt thành tích như thế nào. Về chủ quan của chúng ta mà nói thì chất lượng các đội bóng của chúng ta ra sao,
những câu chuyện về nội bộ của bóng đá Việt Nam như thế nào mà trong những ngày này chúng ta vẫn đang nhìn thấy này, đúng không? Có rất nhiều những vấn đề cả về chủ quan và khách quan. Thì cái mong muốn về một đội tuyển Việt Nam organic ấy, thuần Việt mà có thể thỏa mãn được người hâm mộ ấy, nó khó quá, nó xa vời quá. Trong khi đó thì nếu như có những cầu thủ nước ngoài hoặc Việt kiều, nếu như họ thực sự muốn đóng góp cho đất nước này, bây giờ mình nói rộng hơn nhá, là nếu có những người nước ngoài muốn đóng góp cho đất nước này thực sự vì họ yêu đất nước này, bạn có biết những người như thế không? Chắc là cũng biết một hai người, tớ cũng biết một hai người, mà trong lịch sử thì lại có rất nhiều người như thế. Nếu như là những người nước ngoài hoặc Việt kiều, người ta thực sự muốn đóng góp, muốn làm tốt đẹp cho đất nước này, cho đất nước của chúng ta, tại sao chúng ta lại từ chối? Liệu chúng ta có yêu đất nước mình hơn họ hay không? Đấy là một câu hỏi rất là lớn. Kiểu như là bây giờ các bạn có thể nói về việc là phải giữ gìn và bảo tồn sự đấy, ví dụ như là trong đội tuyển thì là sự nguyên vẹn của cái tính Việt Nam thế nọ. Liệu các bạn có bao giờ nghe chèo không? Các bạn có bao giờ xem cải lương, nghe tuồng không? Không? Hay là các bạn cũng không bao giờ biết thế nào là văn hóa Việt Nam? Đâu có chắc là bạn là một người thực sự yêu Việt Nam đến thế, đúng không? Trong khi nếu quan điểm của mình vẫn là người ta là ai cũng được, nhưng nếu người ta đáp ứng các quy định về điều kiện nhập tịch và quan trọng là người ta thực sự muốn đóng góp cho đất nước này trên phương diện mà họ có thể, thì bản thân chính sách, bản thân những người làm chính sách cũng rất hoan nghênh việc đó. Thì tại sao chúng ta là những người cũng cũng chỉ đang góp phần để xây dựng đất nước này lại từ chối việc đấy nhỉ? Tôi thấy rất là khó hiểu. Tôi thấy thực sự rất là khó hiểu. Em chỉ Đó. sợ thế này này. Thực ra em nghĩ rằng là những người suy nghĩ ủng hộ về việc đấy em nghĩ cũng rất là nhiều. Nhưng em sợ nhất là cái người mà không ủng hộ việc đấy lại còn nhiều hơn cơ. Tức là mình đang sợ như thế, tức là về cơ bản mọi nền văn hóa đều rất quan tâm đến dư luận. Thực ra ấy, tôi nói người ủng hộ và người không ủng hộ như như bọn mình ấy, tức là những người ở trong dư luận ấy, không quan trọng. Thật sự ấy, mình có thể ủng hộ và người khác có thể không ủng hộ, không sao, vì quan điểm của bạn và tôi khác nhau, chuyện đấy không thành vấn đề. Quan trọng là quan điểm của người sẽ quyết định việc này, Đúng rồi. của những người sẽ quyết định việc này ấy, họ sẽ quyết định ra sao. Tất nhiên là họ sẽ tham khảo từ rất là nhiều nguồn, trong đó có cả dư luận, Đúng. nhưng họ có chuyên môn của họ. Và điều quan trọng nhất ấy là dù họ làm gì ấy, thì có lẽ cũng phải dựa trên một cái mẫu số chung là lợi ích, Kết đúng không? quả. Lợi ích tối đa. Lợi ích tối đa là ông sếp duy nhất của tất cả chúng ta trong mọi công việc, đúng không? Đấy. Thế thì còn lợi ích tối đa tất nhiên nó phải được căn cứ trên nhiều yếu tố, đúng không? Thế thì đến cuối cùng ấy, người quan trọng nhất là người sẽ quyết định cái việc này. Phần này thì em nghĩ như này, để thực sự để những cái người mà người ta đang có những cái suy nghĩ không tích cực về việc nhập tịch của bạn Jason Penang Quang Vinh ấy, chỉ có thể bằng cách là giúp cho người ta gọi là thông thoáng hơn bằng cách là Quang Vinh được triệu tập lên đội tuyển Việt Nam và thi đấu tốt. Đúng. Đấy, đúng không ạ? Thì người ta sẽ không còn một lý do gì nữa. Đúng không ạ? Thi đấu tốt và vị trí của bạn ấy là vị trí gọi là quan trọng của đội À, với bóng. trong câu chuyện này ấy, thì tôi nghĩ là truyền thông cũng sẽ đóng một vai trò rất là lớn. Trước khi Jason Quang Vinh thi đấu và có thể thể hiện được hiệu quả đóng góp ở trên sân, mà đấy là điều mà chúng ta đều rất là chờ đợi ấy, thì truyền thông hoàn toàn có thể giúp cho tất cả mọi người hiểu về cái chất Việt Nam ở trong Jason Quang Vinh nhiều hơn. Đúng. Và đấy chắc chắn sẽ là một cây cầu để đưa mọi người đến với bạn ý, cũng như bạn ý đến với mọi người một cách gần gũi hơn. Vì đấy là sự thật. Có thể là tiếng Việt của bạn ý chưa tốt nhé, nhưng chắc chắn bạn không xa lạ gì với những thứ thuộc về Việt Nam, vì Đúng. mẹ bạn ý là người Việt Nam, Đúng. đúng không? Có một cái bài hát mà em rất là muốn gửi tặng cho các cái bạn nào mà nghĩ về chuyện là chỉ vì gọi là nước da, chỉ vì hình ảnh mà gọi là không muốn bạn ấy nhập tịch. Tức là như thế là bạn đang gọi là có kỳ thị về mặt gọi là màu màu da rồi đúng không ạ? Thì có một cái bài hát rất rất Việt Nam Chỉ là có sợ trái đất này là của chúng mình, xong rồi vàng hả? trắng đen Tùy các tùy màu tùy các da. màu da. Tức là cái câu đấy là một câu nó không phải để nói về cái việc là gọi là màu nào cũng là người Việt Nam, mà ý của chúng ta là không nên phân biệt chủng tộc, không nên dùng những cái việc mà màu da như thế để
để khiến cho một người mong muốn trở thành công dân Việt Nam lại không được trở thành công dân Việt Nam? Tớ nghĩ là thế này này. Nếu giả sử nhá, đây là một câu chuyện giả thuyết. Nếu giả thuyết đây là một cuộc chiến tranh, giả thuyết là một cuộc chiến tranh và những người con mang dòng máu Việt Trở ở trên về. khắp thế giới trở về với cái mong muốn là bảo vệ đất Chiến nước. đấu. Nói thật với cậu, có ai phản đối không? Không, đương nhiên. Lúc đấy có ai phản đối không? Có ai bảo sao thằng này ở đâu không cho tham gia? Tại sao? Đúng Đúng. không? Thế thì rõ ràng là bóng đá, văn hóa, thể thao nó không phải là mặt trận có tiếng súng, nhưng đấy thực sự là một cái mặt trận ngầm cực kỳ gian khổ. Cực kỳ gian khổ. Nếu chúng ta muốn có một nền thể thao phát triển, nếu chúng ta theo đó có một nền văn hóa phát triển, một nền kinh tế phát triển, rất nhiều thứ khác phát triển, thì chúng ta buộc phải bước qua một cái giai đoạn mà chúng ta đang rất là thấp như hiện nay. Thật sự ấy, nếu mà nói riêng về mặt thể thao chuyên nghiệp và đặc biệt là bóng đá chuyên nghiệp thì chúng ta rất là thấp trong cách thức tổ chức, trong cách thức vận hành. Và chúng ta đang phải từng bước phá bỏ những cái cũ, những cái thói quen cũ. 20 năm của V-League cho đến thời điểm này thật sự không phải là một quãng thời gian dài. Bởi vì trong đó có những cái mới nhưng nó không xa so với những cái cũ. Bây giờ chúng ta đang cần một cái bước thoát hẳn ra tất cả những cái cách vận hành, cách làm việc. Nó là một bài toán rất khó bạn ạ. Nó là một bài toán vô cùng khó, bởi vì cái thứ mà nó kéo lại là cái thói quen, cái cách thức, cái quá khứ, nó nặng nề lắm. Thế thì đấy thực sự là một cuộc chiến. Mà trong cuộc chiến đấy, nếu có sự góp sức của những người tài, những người ta mong muốn để có thể chung tay, thì tại sao chúng ta lại phản đối? Đấy thực sự là một cuộc chiến. Hãy luôn nghĩ là như thế. Tớ nói thật, bọn mình chỉ nói chuyện đơn giản thôi. Một đội bóng như Long An, đúng không? Đứng trước nguy cơ cũng bay màu. Hay một đội bóng như Thanh Hóa, đúng không? Ai cũng nghĩ là sẽ có khả năng cạnh tranh vô địch. Thì bây giờ khả năng lại chuyển sang là trụ hạng ấy. Mặc dù giải chưa bắt đầu. Thế thì đấy đều là những cái thứ nằm trong cái phần trong thân thể của bóng đá Việt Nam mà chúng ta không biết rằng là thật sự nó không có mạnh, nó không có khỏe như chúng ta nghĩ. Và muốn nó khỏe, muốn nó mạnh thì chúng ta phải làm cái khác. Phải có một cuộc chiến, phải có một cuộc cách mạng nào đó. Và một cuộc cách mạng như thế cần nhiều những người, tớ nghĩ là mang những cái tư duy mới trở về, đúng không? Hoặc là raise lên những cái tư duy mới. Và em nói rồi đấy, tức là để chiến thắng cuộc chiến này chỉ bằng cách là bản thân những cái gì mà đang diễn ra nó phải giành chiến thắng, tức là cầu thủ, Thì đúng rồi. đúng không ạ, như Trần Quang Vinh này phải chiến thắng trong cuộc chiến này, chứ bây giờ bạn đã thất bại thì thực sự là chúng ta rất là khó để mà bảo vệ, Không sao đâu, thật ra đúng thì cuộc không cách mạng nào cũng cần phải có người đi trước và người người đi hy sau sinh. chứ. Mình không nói đến người hy sinh, nhưng là người đi trước và người đi sau. Chứ còn thì một phát mà thành công luôn ý, thì tuyệt vời quá, Tuyệt vời quá, đúng đúng không? không? Đấy. Jason với Đăng Quang Vinh. Đây, chúng ta nói thêm một chi tiết nữa, đây là sự cạnh tranh vị trí. Nếu Ừ. như bây giờ có như xong, chuyện kia mình không bàn nữa. Được triệu tập, được nhập tịch xong, bây giờ cạnh tranh vị trí như thế nào đây? Khi mà Đoàn Văn Hậu cũng là một cái gọi là sức nặng. Tớ nghĩ một việc rất đơn giản nhé, chỉ lo không có người tốt thôi, chứ còn có người tốt thì đấy là chúng ta vẫn gọi là cơn đau đầu dễ chịu Không, đây mà, chúng ta đang nói về cơn đau đầu dễ đúng chịu đấy. không? Đấy, Được hai sự lựa còn chọn. quan điểm cá nhân của mình nhá, Jason hoàn toàn có thể đá cao hơn Đoàn Văn Hậu vẫn ở cánh trái đấy, đúng không? Đấy là cái Em vị thì lại nghĩ trí rằng vị trí của Đoàn Văn Hậu sẽ co bên trong làm trung vệ lệch thì đấy, nói chung đấy, quan trọng là có người tốt hay không. Chứ còn trái. có rồi thì Sắp có xếp, nhiều sắp xếp, cách để sắp xếp, đúng tức là không? mình Đấy, như sẽ cách của Nghĩa nói rất hợp lý, đúng không? Mà Hậu cũng đá ở cái vị trí đấy thì cũng mọi người yên tâm, đúng cũng đã từng không? đá rồi Chắc mà. chắn rắn giỏi rồi, không chiến tốt. Bởi vì Đấy. bây giờ báo chí cũng Chỉ đang nói sợ về là cái không có việc người đấy, thôi, chứ bởi vì còn báo có chí đang nói người. về việc là cạnh tranh từ câu lạc bộ đến đội tuyển quốc gia. Câu lạc bộ thì thường thường là đá không phải Không hiểu sao nhá, mình thấy ông cánh Jason Quang Vinh này, ngày trước mình xem clip, mình thấy rất là giống cái ông hậu vệ trái. Patrick Không, Evra. tôi thấy giống cái ông cánh trái ngày xưa của Barca, người Brazil ấy, À, Silvinho Silvinho ấy. hả? Mình thấy cái Silvinho dáng kiểu nó cứ nhanh nhanh thoăn à? thoắt Tức là ấy, cái bạn này nhỏ nhưng mà rất nhỏ nhanh. đấy, nhanh trần thoăn thoắt, mình thấy giống ông đấy. Tức là có một cái chi tiết, em nghĩ rằng cái cầu thủ cánh thì thường thường là rất là tốc độ, nhưng mà có một cái mà mình thấy là cái lối chơi của Jason này là thông minh. Đấy là cái điều quan trọng nhất, tức là bóng đá hiện đại giờ là cái tư duy ấy, là cái điều hết sức quan trọng. Tức là bây giờ anh đi tập ấy,
Em nói chuyện với anh em cầu thủ nhé, đi tập nhé, nếu mà bảo phải tốc độ thì trong các buổi tập thì rất là khó để phân định thằng nào nhanh hơn thằng nào không, vì nó rất là ngang nhau trong các Đúng bài, trong các bài tập thì nó rất là ngang nhau về mặt tốc độ. Nhưng mà khi mà vào đối kháng ấy, cái khác nhau nhất là chọn vị trí để xin quả bóng hay rồi. là chọn vị trí để bắt bài đối phương, tức là cái đấy mới là cái để tạo ra khác biệt của đẳng cấp, chứ Đấy. còn không phải về cái chuyện là anh ấy chân nhân chân thoăn thoắt hay là anh ấy dáng người xinh xinh, mà Đúng phải là đứng vị trí. Ví dụ như kiểu là Hùng Dũng, tại sao mà bạn ấy về về gọi là mặt thể hiện không không phải là một người kỹ thuật đúng không ạ, rồi. sút cũng không phải là quá hay đúng không ạ, hay là đánh chặn cũng không phải là một người quyết liệt, nhưng mà bạn ấy chọn vị trí rất tốt. Thành ra cái thời của Liên bang xưa là Hùng Dũng được sử dụng liên tục vì bạn ấy hay chọn vào những vị trí người ta chuyển dễ, hay chọn vào những vị trí có bóng. Đấy, thì Jason Peter Quang Vinh đang có một cái yếu tố mà em nghĩ rằng đấy là một cái điểm cộng. Thế nhưng mà tất nhiên là mình cũng phải chờ đợi cái sự kết hợp của bạn ý với cả các nhân tố xung quanh, với môi trường xung quanh. Tất nhiên là bạn ý có thể mang theo mình, mang trong mình những cái tố chất tốt về mọi mặt kỹ thuật và chiến thuật. Cách bạn ý sẽ kết hợp với các đồng đội xung quanh như thế nào, nó cũng cần thời gian Tức để là bây giờ theo anh Long thích là nghi, để thích nghi, để tìm được cái nhịp, để tìm được cái sự hòa đồng với cả môi trường mới, nói gì thì nói. tức là theo anh Long là hiện tại bây giờ không nhất thiết là Jason Peter Quang Vinh phải cạnh tranh với một cầu thủ nào, mà bây giờ chỉ vấn đề là chỗ thích nghi thôi, còn đẳng cấp bạn ấy là mình đang ok rồi đúng không ạ? Thì đúng rồi, thật ra bản chất cuộc sống các bạn là mình chẳng phải cạnh tranh với ai cả. Thật sự ấy, cuộc sống là mình chẳng phải cạnh tranh với ai hết. Mình chỉ cố gắng làm tốt phần của mình thôi, và nếu phần của mình không được như mình muốn ấy thì mình cũng phải chấp nhận đấy chứ. Muốn thì lúc nào mình chẳng muốn là phải ở top của thế giới chứ chẳng phải của đất nước này, nhưng vấn đề là mình cố gắng bao nhiêu và sức mình được đến đâu khi mà mình đã cố gắng toàn bộ cái phần năng lực, phần công lực của mình là quan trọng, chứ mình không cần phải so sánh với ai hết, đúng không? Chứ còn rõ ràng là việc mình vẫn nói là việc bạn ấy đã từng thi đấu ở Leader với một cái vị trí chính thức ở một đội bóng ở Leader, đúng không? Nó đã cho thấy cái khả năng của bạn ấy rồi. Còn bây giờ về đây, khả năng đấy là khả năng nội tại của bạn ấy, còn cái bây giờ bạn ấy cần là khả năng kết hợp với những thứ ở xung quanh bạn ấy, đúng không? Với ban huấn luyện, với đồng đội, đấy, với tất cả các yếu tố khách quan khác, từ sân bãi đến điều kiện tập luyện sinh hoạt ở đây, bạn ấy phải thích nghi được. Nên cái đấy là một cái chờ đợi xem bạn ấy sẽ thích nghi như thế Không, nhưng mà nào. tóm lại em thấy là như này, về mặt nói cụ thể hơn một chút về mặt chuyên môn ấy, thì thực sự là đúng là trong những cái ngày tháng vừa qua khi mà Đoàn Văn Hậu chấn thương ấy, và chúng ta cứ lo lắng mãi từ cả cái U23 châu Á ấy, nhớ không, cho đến Sức cả Asian năm, Cup tóm lại là đúng sức cả không, suốt năm. cả một năm về cái vị trí rồi, thì nhiên bây giờ ông Quang Vinh này ông về đây rồi, thế bây giờ thì chả có lý do gì chúng ta không nhét vào luôn đúng không ạ, để mà tận dụng đi. Nếu mà kịp cho AF Cup thì thật sự rất là tốt. Vâng, đấy thì có Có lẽ một điểm là cũng rất là may đấy là mẹ bạn ấy vẫn giữ quốc tịch Việt Nam, thì mình nghĩ là sẽ thuận lợi hơn đấy là nhiều. một cái rất nhanh, Đấy là cái thuận lợi hơn nhiều đấy đấy. rất nhanh. Thuận lợi hơn rất nhiều đấy, bởi vì là như thế có nghĩa là bạn ý trong những quy định nhập tịch ấy là có một quy định là nếu mà là bố đẻ mẹ đẻ hoặc là con đẻ ấy, của người Việt Nam ấy thì sẽ thuận hơn rất là Rất nhiều. là nhanh. Hy vọng rằng là Quang Vinh kịp. Có lẽ là rất là nhiều người đồng tình với anh em mình về việc này thôi, bởi vì nhiều người cứ lo lắng về cái chuyện là bây giờ bất đồng ngôn ngữ rồi cái thứ nọ kia, nhưng em nghĩ rằng chính Nguyễn Philip là một trong những minh chứng tốt nhất cho việc đấy rồi. Tức là thực ra nếu mà anh em mình về mặt công việc gọi là dịch thuật đi, thì có thể là ngôn ngữ thì cần phải gặp nhiều vấn đề, nhưng mà trên sân bóng đá nó là một cái ngôn ngữ rất là khác, nhiều khi không cần phải gọi là word by word, nhưng mà chỉ Với cần nhìn cả nhau. riêng về chuyện ngôn ngữ nhá, bởi vì thực ra ngôn ngữ thì nó lại là một vấn đề rất là lớn liên quan đến phông văn hóa. Thì quan điểm của mình nhá là thay vì lo lắng cho các bạn ý đến Việt Nam thì mình nên cảm thấy may mắn cho các bạn ở Việt Nam, vì các bạn ý Học tiếng phần Anh. nào đấy có cái cảm nhận về thứ gọi là môi trường quốc tế ngay từ trong nước. Đúng đúng đúng. Tớ nghĩ là nên nghĩ về khía cạnh đấy nhiều Đúng hơn, rồi, chứ còn tớ bây nói giờ thật nó với đúng cậu ạ. ấy, cầu thủ nước ngoài, nói chung người mà đã ra nước ngoài làm việc là người ta có kỹ năng để người ta có thể sinh tồn được Công dân quốc tế với cái công việc của người ta rồi. đấy. Đừng nói đến cái chuyện ngôn ngữ, một người nước ngoài mà đã một người đã sang nước ngoài làm việc là chắc chắn người ta phải có đủ kỹ năng để người ta sinh tồn. Cái đấy là điều chắc chắn đúng không ạ? Tại sao chúng ta lại phải lo lắng? Đúng rồi. Chứ còn nghề nào nó cũng chỉ có, nếu mà gọi là
là khẩu lệnh hay là ngôn ngữ mà để làm việc thì nó chỉ có vài từ thôi, không có gì nhiều hết, Đúng rồi, đúng rồi. đúng không? Đấy. Ngôn ngữ chỉ là một vấn đề. Mấy em nghĩ rằng thật ra đấy, trong bóng đá nó có cái sự hiểu nhau. Nhiều khi thực Đúng ra rồi. không cần phải nói, đúng không ạ? Bây giờ ra sân, ví dụ ông đá hậu vệ cánh thì nó chỉ cần thế là đi. Giống như kiểu bây giờ mình chỉ cần đi đá phủi thôi, nhưng bây giờ mình đá với một bạn nước ngoài ở trên sân phủi chẳng hạn, tức Vẫn chẳng đá cần được cơ phải liên lạc mà. gì với Đúng rồi, nhau, vẫn đúng đá được cơ không? mà. Cái ngôn ngữ bóng đá là một cái ngôn ngữ tự nhiên, đúng không? Đương nhiên là tôi đang có bóng thì ông phải di chuyển đến đây ra kia để tôi chuyền, có thế thôi. Còn ông mà cứ đứng y thì lị ra đây thì đương nhiên là sẽ phải bị quát, có thế Mà thôi. với cả cũng nhiều người cũng rất là tin tưởng và hướng về mặt tích cực về chuyện là nếu như trường hợp Quang Vinh được gọi đội tuyển Việt Nam, được tiền công gọi đội tuyển, thì cái không khí của đội tuyển nó sẽ là một không khí rất là support cho Quang Vinh. Bởi vì có thể là ngày xưa thì người ta rất là khó khăn trong cái việc là hòa nhập một cái người mới, nhưng mà bây giờ thì từ cái thời của Xuân Trường, Hải Quế, bây giờ mọi người rất là welcome và hỗ trợ nhau hết sức tối đa. Trong một cái gần gần nhất em nói chuyện với cả Xuân Mạnh thì có một cái chi tiết mà Mạnh nói rất là em cảm thấy rất là thích, tức là cái đợt đấy là Tô Văn Vũ được mới được triệu tập lên tuyển. Tô Văn Vũ là một trong những người gọi là rụt rè nhút nhát, bởi cái phông của bạn ấy là một cái phông mà rụt gọi là thấp hơn các bạn khác rất là nhiều. Bạn đã từng là một người đi đánh giày, sau đó là đi đá bóng, tức là cái kiến thức các thứ mọi thứ văn hóa của bạn rất là ít, thì bạn ấy cứ lo là lên đội tuyển là mọi người kỳ thị rồi thế họ thế kia. Nhưng mà không, Xuân Mạnh có nói với cả cả em là khi mà lên đội tuyển thì chính huấn luyện viên Park Hang-seo, rồi lúc đấy là Xuân Trường cũng như là Hải Quế cũng nói chuyện là nếu mà ở cùng phòng với cả Mạnh thì Mạnh sẽ có một cái nhiệm vụ vô cùng quan trọng để cho Vũ không bao giờ cảm thấy cô đơn. Và từ những cái chia sẻ của cả huấn luyện viên lẫn cả những người lãnh đội như thế, thì bản thân những người cầu thủ trong đội người ta cảm thấy được là cái tập thể này nó thực sự là một tập thể mà giúp đỡ nhau, gắn kết. Hay kể cả trường hợp của Nguyễn Philip cũng thế, Bùi Hoàng Việt Anh là một trong những người nhân tố để giúp cho một cầu thủ như thế hòa nhập cùng các đội bóng, cùng cầu thủ trong đội. Thế thì bây giờ em nghĩ rằng là trường hợp của Jason Peter Quang Vinh có một cái rất thuận lợi là thời này của mình đang có một cái tích cực là một tập thể đang muốn vì đội tuyển, không phải vì cá nhân ai cả. Nếu như bạn này mà được gọi đội tuyển thì cái ngôn ngữ nó không phải là quan trọng, cái vụ sự hòa nhập nó càng không phải là sự yếu tố quan trọng, mà quan trọng nhất chính là vấn đề về chuyên môn thôi. Đấy là một cái điều mà em nghĩ rằng nếu như Jason Peter Quang Vinh mà xem chương trình này thì các bạn ấy cũng yên tâm, bởi vì em nghĩ rằng là ít nhiều thì bạn ấy cũng có sự lo lắng về việc là đến một tập thể mới thì sẽ phải làm như thế nào. Nhưng mà rất may là ở Việt Nam bây giờ, đội tuyển Việt Nam bây giờ, cái sự hỗ trợ nhau nó là tối đa. Đấy là một điều mà em thực sự em cảm thấy rất là vui khi mà thấy mọi người chia sẻ về cái sự hỗ trợ cho Quang Vinh khi lên tuyển. Rồi, bây giờ thì cũng muốn nói thêm một chút về hai cầu thủ cũng được nhắc đến gần đây. Cũng là một cầu hai cầu thủ gọi là Việt kiều anh ạ. Ngoài trường hợp của Jason Peter Quang Vinh thì hai cầu thủ khác cũng được nhắc đến, một cầu thủ sinh năm 2006, Ibrahim Maza. Cầu thủ này đá cho Hertha Berlin ở giải Bundesliga 2. Hiện tại thì đây là một cầu thủ đang có một cái gọi là Tiền đạo đúng không? phong độ tốt, tiền đạo đã ghi bàn ngay trong cái những trận đấu đầu tiên của mùa giải rồi. Thế thì hiện tại là Maza còn đang bị sự cạnh tranh bởi chính U10, U20 của Đức. Và bây giờ Việt Nam của chúng ta vẫn đang phải tính đến phương án là sang đến tận nơi để đi xem dò, xem là có nên nhập tịch sớm rồi mời bạn ấy lên tuyển sớm hay không. Anh nghĩ sao về trường hợp của bạn Maza này? Về quy định thì trước 23 tuổi là được mà. Trước 23 bạn có Đấy. thể khoác áo các đội Trẻ, đôi U23, trẻ. các đội dưới Olympic. Nhưng mà quan trọng là bạn quyết định thi đấu cho đội tuyển quốc gia nước nào thôi. Đấy. Tớ nghĩ là với bạn này thì cũng chưa có nhiều thông tin. Những cái thông tin kiểu như mà chúng ta đang có ấy, là những cái thông tin mà chúng ta cũng đọc thấy ở rất nhiều các cái Rất nhiều các bạn Việt vận động viên Việt kiều khác, đúng kiều không? Nói chung là khi mà gọi là xây dựng cái profile thì ai cũng đưa ra những cái thông tin nó hết sức là đẹp. hứa hẹn đấy, thì cái này thì thực sự là chúng ta cũng không có nhiều căn cứ để nói, nhưng mà chúng ta cần những cái bước sâu hơn, những bước xa hơn nữa để có thể thực sự nghiên cứu. Còn tất nhiên là một cầu thủ đang thi đấu cho Hertha Berlin 2 ở giải hạng 2 của Đức, mà nếu thực sự có một phong độ khủng như như cái profile này đang nói đến thì đương nhiên là một cái tên đáng chú ý rồi, đúng không? Tức là hiện tại anh có lo lắng, em đang muốn hỏi là anh có thấy cả thấy lo lắng nếu như mà bây giờ, đương nhiên là CV là một chuyện, nhưng mà bây giờ chúng ta không có một ai quan sát thực tế ấy, thì rõ ràng là chúng ta sẽ biết đâu chúng ta sẽ mất đi những cái con người hay hay sao? Thì đấy, tôi nói cuối cùng ý, cái việc chúng tôi lo, tớ lo, cậu lo, người khác không lo, hay là tớ thích, cậu thích, người khác không thích, vân vân mây mây, nó chỉ là chuyện của dư luận thôi.
Còn cái quan trọng ấy là thuộc về những người Quyết định. đang đang có trách nhiệm trong cái công việc này, họ quyết định ra sao và họ sẽ làm gì trước những cái nguồn lực như vậy. Đấy, thực sự chúng ta đến thời điểm này cũng không rõ là một cái bộ phận scouting thực sự có tồn tại ở liên đoàn hay Đúng không. đúng. Chúng ta có thể nhìn thấy là có rất nhiều các nguồn lực ở nước ngoài, bây giờ những Việt kiều quan tâm đến bóng đá, họ thu thập các thông tin về các cầu thủ Việt kiều, đúng không, và đưa lên các trang mạng xã hội. Điều đó thì chúng ta nhìn thấy rất là nhiều. Còn độ quan tâm của các cơ quan lãnh đạo, các cơ quan chủ quản về vấn đề này đến đâu thì chúng ta không có thông tin gì cả. Đấy, nên là chúng ta rất là khó để có thể nói chuyện đó. Cơ có một điều em rất hiểu là đúng là như anh nói, cái việc scout tìm kiếm ấy của ở Việt Nam mình với không chỉ Việt kiều mà tất cả những cái cầu thủ khác ở các lãnh thổ lân cận ấy thực sự là rất yếu. Tức là phần lớn khi mà đi trước khi bước vào mùa giải mới là bây giờ là ví dụ anh là huấn luyện viên trưởng hoặc là gọi là người giám đốc điều hành, anh sẽ có muốn một mối quan hệ với một ai đó ở cái gọi là một trong những cái người gọi là môi giới, chỉ biết mỗi người đấy thôi. Xong rồi người đấy giới thiệu ai về thử việc hết, đúng Đấy. không ạ? Chứ còn cái việc mà trong cái đội bóng đấy phải có một người đi đến các vùng lân cận để đích thân để xem ấy thì gần như là một con số không rất tròn trịnh. Thì đấy, đấy phải là một người làm việc với thông tin, vân vân và mây mây. Nhưng mà liên quan đến cái câu hỏi của Nghĩa là liệu có lo lắng về việc chúng ta sẽ mất đi một tài năng hay không ấy, thì hôm vừa rồi mình đọc một bài phỏng vấn, mình không nhớ của Miguel Essien hay là của một bạn cầu thủ châu Phi nào đó. Thật ra ấy, cái hoàn cảnh Việt Nam với cả các nước châu Phi rất giống nhau ở điểm là như này này: các cầu thủ giỏi người ta lựa chọn là thi đấu cho Pháp, cho đội tuyển Pháp, cho đội tuyển Anh, hay tức là mình tạm gọi là các mẫu quốc, hay là cho Được ở châu Phi. quốc gia quê hương gốc gác của họ ở châu Phi, là một bài toán rất là lớn. Mà chúng ta biết là số lượng nhân tài của Việt Nam thì bé tí, không xấp xỉ không nếu mà so với cái tần suất mà những cầu thủ gốc Phi gặp phải. Những cầu thủ gốc Phi mới là những người phải đau đầu trong việc lựa chọn Cố tịch. thi đấu cho đội tuyển quốc gia nào, đúng không? Đương nhiên là nếu thi đấu cho một đội tuyển quốc gia châu Âu thì cơ hội để mà họ có thể đạt tới đỉnh cao World Cup, Olympic, rồi tất cả những cái đỉnh cao đấy thì là dễ hơn. Nhưng trong lòng họ lúc nào cũng có quê hương. Đúng ạ. Vấn đề là như thế. Nên là cái bài trả lời phỏng vấn hôm đấy của bạn cầu thủ châu Phi đấy, một cầu thủ cũng rất nổi tiếng, Obi Mikel hình như là Aubameyang, mới trả lời phỏng vấn xong mà đúng không? Đấy còn là nói về bạn. Messi nữa cơ. Đấy là chính là Aubameyang, đúng không? Là chính là nói về chuyện đấy. Aubameyang là thi đấu cho đội tuyển Nigeria đấy nhá, chứ Đúng, không phạt phải đá là thi đấu đó. cho đội tuyển châu Âu. Đúng. Đấy, nên là hôm đấy ở trong bài Cũng đá phỏng vấn Chelsea đấy, đấy. Mikel thì nổi tiếng rồi. Thì ý nói là cái lựa chọn quay trở về quê hương để thi đấu cho đội tuyển quốc gia quê hương ấy, nó không phải là một lựa chọn chỉ vì cá nhân mình, đúng không? Đúng. Nó là một lựa chọn vì cái gì đó lớn hơn, nó lớn hơn thế. Chứ còn nếu mà chỉ vì cá nhân mình thì đương nhiên là sẽ ở thi đấu ở châu Âu, thi đấu Đúng. cho các đội tuyển châu Âu, đúng không? Vì là tương lai sáng lạn hơn. Nhưng nếu lựa chọn thi đấu cho đội tuyển quê hương thì nó làm cái gì đó lớn lao hơn và ý nghĩa hơn. Đấy là một Thực điều ra tuyệt nếu vời. mà gọi là phỏng vấn những cái cầu thủ mà thi đấu cho các câu lạc bộ nổi tiếng như kiểu Chelsea, Manchester United ấy, thì ấy rất nhiều cầu thủ là có một cái suy nghĩ là sẽ quay trở về các cái đội bóng tại châu Phi thi đấu. Bởi vì với những cầu thủ mà đang ở khu vực ngoại hạng Anh ấy thì cái danh tiếng của họ này, cái đồng tiền của họ này là cảm thấy người ta rất là happy rồi. Cũng đủ rồi, đúng Đúng không ạ? Bây giờ cái mong muốn của họ là cống hiến cho cái cội nguồn của người ta, đúng như anh không? nói. Thì đấy, vấn đề ở chỗ là với ví dụ như cái bạn Ibrahim Maja này, bạn đang thi đấu ở đây thì lấy đâu ra danh tiếng ạ? Đúng không ạ? Bạn đã chưa có đủ danh tiếng để bạn ấy có thể là đúng không? Quay trở về. Hay là ví dụ như bạn là cái gì đây? Bạn là Phòng Gia Huy cũng là một bạn rất là hay. Đúng không ạ? Thì bây giờ cái việc mà để bạn ấy thực sự muốn về nó phải có một cái yếu tố gì đấy mạnh liệt hơn cơ. Đúng không ạ? Chứ bây giờ mà bảo là tự nhiên bây giờ một chỉ trạch viên sang xong đầu gọi về Việt Nam thi đấu từ giải hạng nhất, hạng nhì nọ kia. Giống như ở Việt Nam bây giờ rất có nhiều cầu thủ mà Ryan Hà các thứ, Martin Law cũng phải đá về hạng nhất. Cơ hội của các bạn ấy bây giờ thực ra là không phải là không có, nhưng mà bảo bây giờ mà cạnh tranh được với cả các cầu thủ
là khó. Với cả tớ cũng nghĩ là ấy, nếu những cầu thủ này ấy, mà thật sự năng lực đủ tốt để cạnh tranh vị trí ở các câu lạc bộ châu Âu ấy thì thật sự họ cũng có lẽ họ cũng sẽ chưa lựa chọn trở về Việt Nam để thi đấu các câu lạc bộ ngay, mà đó cũng là một điều tốt cho đội tuyển, đúng không? Họ thi đấu ở cấp câu lạc bộ tại châu Âu, họ có cơ hội để phát triển Môi mình trường hơn tốt, nữa, đúng không? đúng không? Nhưng nếu họ lựa chọn thi đấu cho đội tuyển quốc gia thì rõ ràng là chúng ta có một cái lựa chọn chất lượng cho đội tuyển quốc gia của mình. Đấy, thế còn ở một thời điểm nào đó thích hợp khi mà đấy giống như trường hợp của Jason Quang Vinh này, các bạn muốn quay về để cùng nhau kéo cái con tàu chuyên nghiệp ở trong nước lên thì các bạn ấy có thể sẽ quay trở về. Đấy, vì nói gì thì nói, dù cho chúng ta sinh ra là thể trạng châu Á, đúng không, cái vấn đề chủng tộc nhân chủng học, nhưng chúng ta được lớn lên, được nuôi dưỡng, được tiếp thu tất cả những cái tập luyện, những cái dinh dưỡng của đất nước phát triển như ở châu Âu thì sự phát triển bao giờ nó cũng tốt hơn. Đúng rồi. Cái đấy là điều mà không có gì để phủ nhận Mà thực cả, đúng ra em không? vẫn nhớ Nhật Bản có một thời gian là phải phải gọi là có một kế hoạch rất Cải dài, cải thiện nói cải thiện giống, nói giống, đúng không? thật ra ấy, chẳng cần phải nói đâu xa cậu ạ. Chuyện bây giờ thay đổi rất nhiều rồi. Chúng ta thấy ở Olympic, bạn vận động viên bơi của Trung Quốc đã phá kỷ lục thế giới sâu đến như thế nào. Và ở một cái nội dung mà không ai trước đây nghĩ là người châu Á có thể thống trị được, đúng không ạ? Tất cả những nội dung sức mạnh từ điền kinh đến bơi đều là thống trị của châu Mỹ và châu Âu hết. Đúng Và bây giờ tự nhiên có một đồng chí châu Á, không? đúng không ạ, phá kỷ lục thế giới. Tất nhiên trước đấy ở anh ấy đã là kỷ lục thế giới rồi, nhưng đến Olympic thì thực sự người ta mới nhìn thấy. Nhưng mà vì ông ấy lại phá quá sâu cái kỷ lục thế giới của chính ông ấy đến 0,4 giây. Thế thì để nói là thật ra bây giờ câu chuyện về mặt nhân chủng học, về mặt chủng tộc ấy, có thể nó cũng không phải là vấn đề lớn lắm đâu. Nhưng phải có, tất nhiên là phải có tài năng, nhưng mà đi kèm với đấy là phải đi kèm với một hệ thống. Một hệ thống, cái sản phẩm thể thao ấy, nó là phản ánh cuối cùng của sự phát triển của khoa học, kỹ thuật và kinh tế. Không có chuyện mà một nước nghèo, kỹ thuật kém, tất cả mọi thứ kém lại sản sinh ra được 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 một sản phẩm thể thao gọi là Chính ra anh như em thế mình bàn với đâu. nhau như này, em lại thấy là chính ra mấy cái ông Ibrahim Maza với cả Phòng Gia Huy cứ ở bên đấy mà Đấy thì đá, đúng đúng rồi, không ạ? đấy ý tớ là thế. Bao giờ mà Vào gọi bên đấy mà là đá xong rồi về đá cho đội tuyển Việt Nam, đấy, xong đúng rồi không đến khoảng 29-30 mà không bước lên được nữa thì về V-League. tức là bây giờ anh em mình vẫn đang tiếc vì là Quang Hải, Đoàn Văn Hậu không sang nước ngoài để có thể có môi trường tốt hơn, đúng không ạ? Thì bây giờ thôi cứ để mấy ông này bên đấy đi, bao giờ mà chúng ta cảm thấy là bạn ấy rực sáng đi thì bạn ấy vẫn lựa chọn về Việt Nam. Vẫn chưa muộn Đấy có thể là một cách mà thật ra ạ. như bóng đá Hàn Quốc với Nhật Bản ấy, đặc biệt là Hàn Quốc ấy, tôi thấy có một giai đoạn mà gọi là sự xuất khẩu cầu thủ của họ, việc các cầu thủ của họ xuất ngoại sang các quốc gia thi đấu châu Âu thi đấu ấy, nó bùng nổ Nhiều cái lắm. đến bây giờ ấy thì nó trở thành một chuyện bình thường, nhưng nó có một điểm bùng nổ, nó có một điểm bùng nổ trong quãng những cái năm cuối của thập niên 2000, cuối thập niên 2000 ấy, là nó có một giai đoạn bùng nổ. Và cái sự bùng nổ đấy ấy, thật sự nó đi ra từ cái sức mạnh nội tại của sức mạnh ý chí nội tại của bóng đá Hàn Quốc, Tức là họ khát họ khao. khát khao và họ quyết tâm họ làm được đấy, cầu thủ của họ quyết tâm để làm việc đấy, và nó có một điểm bùng vỡ ở cái thời điểm đó. Bây giờ thì nó trở thành một chuyện rất bình thường, đúng không? Họ trở thành tiêu chuẩn châu Âu, Đúng họ rồi. trở thành tiêu chuẩn thế giới, Nhật Bản, Hàn Quốc về bóng đá. Thế nhưng mà nó phải có một cái điểm bùng vỡ nào đó. Chúng ta thì bây giờ thật sự đấy, Cái đoạn chúng đấy thực ta ra là cảm thấy điểm bùng vỡ đấy còn xa lắm. cái đoạn đấy là cái đoạn mà Park Ji-sung, Lee Jang-pyo là những cái biểu Người tượng. là người đi trước, Đúng rồi, phải không? thì họ tạo Đấy, cảm hứng cho tất cả những cái đấy, cầu thủ khác muốn ra. đấy. Và thực sự là cái ý chí, cái quyết tâm để họ làm được điều đấy nó lớn. Họ tất nhiên cũng có cả kế hoạch, có cả chiến lược nữa. Nhưng mà tóm lại là với những gì mà chúng ta đang trải qua ngày hôm nay ấy, thì chúng ta cũng vẫn cần những cái gọi là điểm sáng, Đúng rồi. đúng không? Chúng ta cần những cái người đi đầu, người lĩnh ấn tiên phong. Chúng ta đã kỳ vọng rất nhiều người có thể sẽ là người lĩnh ấn tiên phong đó, nhưng cuối cùng đến bây giờ thì
chưa có ai thực sự là người lĩnh ấn tiên phong cả. Thế thì thay vì mà chúng ta tìm cách ra đi thì các bạn hãy về đây Đấy là đúng không ạ? đây có thể Giống làm cách tiếp giống cận. như bây giờ anh vừa anh nói là bây giờ chính ra nhiều những cầu thủ Việt kiều về đến V-League nhá, về đến câu lạc bộ nhá, thì đúng là tạo ra một cái môi trường rất rất Quốc là tế gọi là hóa quốc đi. tế, tức là bản thân chúng ta các cầu thủ cũng sẽ có cơ hội để học hỏi những cái cầu thủ đấy, ít nhất là về gọi là cách chơi bóng của một cầu thủ quốc tế, cách sinh hoạt, cách giao tiếp, Mọi thứ đúng đúng không ạ? nào? Tất Đấy. cả những thứ đấy thay vì chúng ta phải tốn tiền để chúng ta ra nước ngoài, chúng ta lo lắng phải làm thế nào, thì bây giờ các bạn đã về đây rồi Đấy cũng là một bước, đúng không ạ? đúng Chúng ta không? sẽ khai thác các bạn như thế Đấy cũng là một bước mà. rồi. Thế thì bây giờ một chút về cái đợt tập trung sắp tới, đợt tập trung vào cuối tháng này. Bây giờ anh có, ngoài trường hợp của Jason Pedang Quang Vinh, anh có kỳ vọng một cái nhân tố nào gọi là mới mẻ trong cái đội hình của Kim Jong-sik hay không? Trước mắt chúng ta nhé, có thể là đội tuyển Nga Có đấy ạ. lẽ thời điểm này thì còn quá sớm để nói đến chuyện đấy, nhưng có một điều mình nghĩ chắc chắn sẽ xảy ra là sẽ có nhiều gương mặt mới, Mới. chắc chắn là như thế, bởi vì đây là sự chuẩn bị cho AFF Cup. Chúng ta có hai đợt tập trung nhỉ, Đúng ạ. trước AFF Cup 9, 10 đến 11 rồi là gần như là hội quân và đi đá rồi. đấy, nên đây chắc chắn là cơ hội để lựa chọn thêm những gương mặt phù hợp. Ở đây mình nói là phù hợp nhé, danh tiếng và tên tuổi chưa chắc đã phù hợp. Đấy, nên tôi nghĩ chắc chắn là sẽ có nhiều gương mặt mới được được triệu tập để có thể sàng lọc và tăng cường. Trong cái lần triệu tập và giải đấu gần nhất thì chúng ta thấy vẫn còn nhiều cái chưa chưa được sướng. Đúng không? Mình gọi là người xem thì chưa được sướng, Tức là nó còn chưa có sự gọi trên là phương diện chiến thuật thì mình thấy là nó chưa hoàn hảo. vẫn thế. Đấy, nên chắc chắn là ông ấy sẽ phải 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 tìm cách để có những cái lựa chọn nó ưng ý hơn, phù hợp hơn. Đấy. Có một chi tiết là trong một cái lần gần nhất nói chuyện với ông Choi Choi Quân Quân, thì ông ấy có chia sẻ một cái như này: trong góc nhìn chiến thuật của, trong góc nhìn chuyên môn của tư duy của chúng tôi ấy, chúng tôi ở đây có nghĩa là bao gồm cả huấn luyện viên Kim Cao Sik ấy, Kim. trung vệ là phải cao Đấy. nhá, tiền vệ là phải kỹ thuật, tiền đạo là phải tinh quái. Đó là ba tiêu chí cực kỳ quan trọng cho các tuyến. Đấy. Tức là ông chỉ nói thế thôi, đương nhiên ông chỉ nói thế thôi chứ làm sao ông nói được cụ thể ai, đúng không ạ? Trung vệ là phải cao đã, đúng không ạ? Tiền vệ là phải kỹ thuật, tiền đạo là phải tinh quái. Thì thực ra là Việt Nam mình cũng đang khá là Cũng có những cũng cái, đang đủ đấy đúng nhỉ. không ạ? Cũng đang Đều đủ. có mà, đúng không? Bùi Hoàng Việt Anh có lẽ là được nhắc đến ở cái vị trí này rồi, hay là tiền Cũng đều vệ, đủ đấy, đủ hết. đúng. Tiền vệ trung tâm của chúng ta cũng đầy những người kỹ thuật, Tuấn Anh, gọi là Xuân Trường, rất là nhiều cầu thủ đúng không ạ? Hay là tiền đạo tinh quái Tuấn Hải đúng không, Vĩ Hào đấy. Rồi tóm lại là bây giờ ông Choi ông ấy nói thế thì chúng ta sẽ cùng chờ đợi xem cái bản danh sách nó sẽ như, bởi vì thực ra có một cái điều mà chúng ta khá tò mò khi mà đợt này chả có một cái giải đấu nào của các cầu thủ đó diễn ra Đúng cả, rồi. thành ra là bây giờ không hiểu lấy cái cơ sở gì đây. Tôi nghĩ là cũng sẽ dựa trên những cái quan sát ở giai đoạn trước đây Đúng rồi, thôi. Cậu nhớ từ trước mình nói đến cái danh sách bi không? đúng 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 không? Đấy, đấy. chắc chắn là cái danh sách của ông ấy rất dài, chứ không chỉ gói gọn trong 25 hay 21 cầu thủ cuối cùng đăng ký Chẳng phải đó, 50 đúng người. không? Cái danh sách đấy rất dài và đây sẽ là cơ hội để sử dụng hết cái danh sách đấy để có thể gạn lọc, để có thể kiểm Biết đâu tra là theo gọi cung hết ứng. một nhóm, Rất cả có hai nhóm thể, đấy rất đúng không ạ? Xong rồi có thể đá. không không quá đông, nhưng có thể quy mô cỡ khoảng 3 đến 40 cầu thủ là hoàn toàn có thể, mình nghĩ là như vậy. Rồi, rồi ngày hôm nay thì có lẽ là chúng Và tôi chúng ta sẽ chờ đợi đến đợt đó để tiếp tục câu chuyện này, đúng đúng không? Thì thực ra không? là từ bây giờ đến lúc đấy thì cũng không còn quá xa đâu. Bây giờ đã làm khoảng đầu tháng 8 rồi, gần đến giữa tháng 8 rồi, và đội tuyển của chúng ta thì sẽ hội quân vào khoảng 25-26 tháng 8, và cái đợt này thì chúng ta sẽ đá cái giải Tam Hùng đấy tại thành phố Hồ Chí Minh. Hy vọng rằng là Jason Pedang Quang Vinh mặc có thể là không được nhập, không kịp nhập tịch, nhưng mà đúng như anh em mong muốn là sẽ được gọi lên. Đừng, nếu mà được gọi lên thì thực sự là cũng rất là tò mò xem là bạn này tập luyện như nào, đúng không ạ? Về về đây là những bước chạm bóng đầu tiên mà chúng ta được quan sát. Ngày hôm nay thì Tết Trần Show cũng xin được quay trở lại và cũng có những cái chia sẻ với các bạn một câu chuyện về các cầu thủ Việt kiều như thế. Chúc cho Quang Vinh có những cái buổi tập thật là tốt để sẵn sàng, nếu như được triệu tập vào cuối tháng này cũng sẽ có một cái màn thể hiện tốt, và chúc cho huấn luyện viên Kim Sik có được một cái kế hoạch ưng ý để làm sao có một cái giải đấu thành công, gặp Thái Lan, có thể là Nga hoặc là Panama. Cảm ơn anh Hoàng Long, cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi Tết Trần Show ngày hôm nay. Chương trình của chúng tôi xin được phép khép lại tại đây. Xin được kính chào và hẹn gặp lại các bạn trong những chương trình tiếp theo. Xin chào.